Cái việc cái nhà vệ sinh ở trước cửa thì đương nhiên nó là cái việc mà không được tốt rồi. Nó sẽ làm cho căn nhà đấy nó bị uế khí, tạp khí và kém sinh khí. Bước vào nhà lại có cái mùi hôi của nhà vệ sinh nó mở, cửa nó mở chẳng hạn. Thì sức mấy mà sống được. Vậy hóa giải một cách nào? Đối với căn hộ chung cư, thu nạp khí là từ cửa chính. Đúng không ạ? Cho nên nha, là khi mà bước vào cửa chính thì cái không gian giữa cửa chính đêm là không gian đêm giữa phòng khách, người ta gọi đấy là huyền quan. Cái huyền quan là giống như cổ họng này, thì cái huyền quan ở trong phong thủy nó giống như là cái điểm đó. Thì từ bên ngoài chúng ta gọi là động, ở bên trong là tĩnh, đúng không ạ? Chuyển từ trạng thái động sang trạng thái tĩnh thì nó có điểm đêm gọi là huyền quan. Thì mà cái huyền quan này nó giống như cổ họng mà lại có cái cửa nhà vệ sinh nó vào, thì không khác gì viên họng mãn tính. Làm sao mà khí trong nhà mà tốt được khi vừa bên ngoài vào nhà ồn ào nóng bức, đúng không ạ? Bước vào nhà lại có cái mùi hôi của nhà vệ sinh nó mở, cửa nó mở chẳng hạn, đúng không ạ? Lại bên này là giày dép nữa thì sức mấy mà sống được, đúng không ạ? Cho nên là cái việc cái nhà vệ sinh ở trước cửa thì đương nhiên nó là cái việc mà không được tốt rồi. Tuy nhiên do cái thiết kế của nhà chung cư thì chắc chắn để nhường ánh sáng cho phòng khách, phòng ngủ và các vị trí khác thì người ta sẽ phải bố trí cái chung cư mà có cái cửa quay về, nó có cái vị trí ở trước cửa như vậy. Cho nên ra là nó sẽ làm cho căn nhà đấy nó bị uế khí, tạp khí và kém sinh khí. Vậy hóa giải một cách nào? Thông thường để hóa giải thì người ta sẽ làm 3 cách. Cách thứ nhất là người ta sẽ lập cái huyền quan, tức là người ta sẽ phải làm một cái khung cửa giả tiếp từ cái khung cửa bên trong nữa để người ta tạo ra một không gian gọi là không gian đệm. Thì tại không gian đêm đấy thì người ta sẽ sử dụng trước hết là ánh sáng. Ánh sáng chỗ đấy phải là mạnh nhất, đúng không ạ? Nó phải đủ ánh sáng để rọi, giống như là người ta tẩy trừ cái tạp khí ở đó đi. Đấy là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là thông thường đấy người ta hay xông tinh dầu để khử mùi vì có mùi giày dép nữa, đúng không ạ? Cái điều thứ ba nữa, người ta có thể để các cái linh vật kỵ tà như là tỳ hưu, như là long quy, như là kỳ lân gì đó, đúng không ạ? Hoặc là treo các tranh phong thủy, là tranh linh vật. Thứ tư là vị trí huyền quan là người ta sẽ để những cái gì đó nhẵn, tròn và sáng. Giải quyết được cái huyền quan đấy thì đã được 7 phần cho cái vệ sinh rồi, đúng không ạ? Còn đối với nhà vệ sinh thì thường xuyên là anh chị phải giữ cho khô sàn. Trước hết là phải khô sàn á. Cái điều này nó quan trọng hơn là sạch nhưng mà vẫn phải khô. Thứ hai là anh chị sẽ để một cái bảo bình thủy. Cái bảo bình thủy là một cái bảo mà là một cái hũ thạch anh, người ta sẽ đặt ở bên trong cái đó để dưới cái bệt, dưới cái sàn chỗ thấp nhất để nó tạo ra cái dương khí để kích hoạt. Có nhiều cách khác, người ta có thể để than hoạt tính cũng được, hoặc là không để hai cái đấy thì đơn giản hơn thì người ta có thể đặt ở huyền quan hay đặt ở trong cái nhà vệ sinh một cái cây trầu bà, cây trầu bà thủy sinh. Ngoài ra là chị nên kiếm mua cái tay co thủy lực, nghe chị lắp tay khuỷu lắp vào cánh cửa nhà vệ sinh ấy. Để chị mở ra thì chị quên nó lại sập vào, mở ra quên nó lại sập vào, để cho cái gương nó không dọi cái khí ra ngoài. Kể cả có cái gương dọi ra ngoài thì cái cửa lúc nào nó đóng nó cũng hóa giải được. Thì cái điều đấy thì nó cũng được 8 phần rồi, đúng không ạ? Còn có những cái trường hợp mà gọi là không thể tránh khỏi, mà chúng ta giống như là ô nhiễm không khí là việc không thể tránh khỏi, ô nhiễm tiếng ồn là việc không thể tránh khỏi, giống như là ở chung cư có nhà vệ sinh trước cửa là điều không thể tránh khỏi, thì chúng ta phải bằng cái biện pháp chủ động của mình để mình hóa giải thôi. Vì chung cư nó có rất nhiều những cái tiện ích, cái điều tiện ích rồi công năng tốt rồi mọi thứ an toàn rồi, ở thì cũng gia đình thì gần gũi, cho nên là nó có những cái ưu điểm, nên nha là được như cái này thì nó phải mất cái khác, nên là chúng ta phải tìm biện pháp hóa giải là chính.